Anh đang đá ngay phía sau Di Mario. Văn Tới lúc này đá cặp trung về với Bùi Tiến Dũng. Lý Nguyễn. Đường chuyền dài của Lý Nguyễn khá chính xác. Pha bóng nguy hiểm đã gây áp lực cho Hải Phòng. Pha cản phá của Văn Tới. Cầu thủ đang đường câu lạc bộ Hà Nội cho Hải Phòng mượn. Trước khi thi đấu cho Hải Phòng, Đình Triệu là thủ môn từng bắt cho đội Bình Phước. Dương Văn Khoa, hậu vệ cánh trái của Thống Sinh. Lý Nguyễn. Lại là Lý Nguyễn. Rất cố gắng chuyền vào. Empani. Pha đánh chặn rất nhanh. Trọng Long và Hoàng Thịnh đang là bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội khách. Thêm một pha cản phá của Văn Tới. Lucas. Hải Huy. Di Mario. Empani áp sát cửa môn rất gọn gàng. 1-0 cho đội chủ nhà. Phút thứ 3 của trận đấu, Empani đã mở tỷ số. Pha ghi bàn thứ 3 của Empani ở mùa giải năm nay. Sự bình thản của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Trương Việt Hoàng ra mắt Thầm Xuân đúng vào trận đấu trở lại xe chay. Và đội bóng của Việt Hoàng đã sớm bị dẫn bàn. Khi mà Empani được đẩy lên hàng công trở lại thì Di Mario có thể sẽ thuận lợi hơn. Sẽ có người chia lửa. Một pha kiến tạo chính xác của Di Mario. Lượt đi của mùa giải này Di Mario chơi rất tốt trong máu Hải Phòng. Empani đang là cơ bản số 2 của Hải Phòng với 3 bàn thắng. Ở cuối lượt đi đã có một số trận đấu đội Hải Phòng sa sút. Tuy nhiên huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã nhanh chóng giúp cho câu lạc bộ trở lại với lối chơi đẹp mắt và hiệu quả. Theo chúng tôi thì Văn Tới là sự bổ sung rất quan trọng với Hải Phòng. Để Empani có thể được đẩy lên hàng công trở lại.